Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Các môn đệ hỏi người rằng: Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để trình đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, trong mùa vọng, người được nhắc nhiều nhất chính là Gioan Tẩy Giả, bởi vì Ngài vừa là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, vừa là người loan báo chuẩn bị dọn đường trực tiếp cho Đấng Cứu Thế. Có thể nói, Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri kết thúc thời Cựu Ước và khai mào cho thời Tân Ước. Mặc dù Ngài là người sống trong sa mạc, tuy nhiên, những lời giảng của Ngài đã lay động nhiều tâm hồn và ngày càng đông người đến để xin thụ huấn. Sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả đến là để canh tân các tâm hồn, kêu gọi sám hối để được ơn cứu độ của Đấng Cứu Thế. Sứ mạng này cũng chính là của Elia thời Cựu Ước. Thật vậy, Elia đến để loan báo về tình thương của Thiên Chúa trên dân người. Ngài cũng trở thành trung gian để khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, làm nguôi cơn thịnh nộ của người. Ngài còn đóng vai trò làm người giao hòa giữa mọi người với nhau, xây dựng sự hiệp nhất và bình an trong xã hội. Đến thời Gioan cũng vậy, ông đến kêu gọi dân quay trở lại đường chính nẻo ngay để chuẩn bị tâm hồn, dọn lòng thanh sạch để đón mừng Đức Giêsu đến. Hai con người nhưng cùng chung một sứ mạng, hai thời điểm nhưng cùng hướng về một mục đích. Vì thế, nếu Elia đã phải chịu bách hại vì sứ vụ, thì Gioan cũng không thoát khỏi cảnh tù đầy và giết chết. Đặc biệt, chính Đức Giêsu, Ngài cũng đồng số phận với các tiên tri khi thực thi sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Điều này đã được Đức Giêsu nhắc lại trong bài tin mừng hôm nay. Ngài nói: Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải sám hối, ăn năn vì những lỗi lầm thiếu sót của chính mình. Thánh Gioan Tẩy Giả làm gương cho chúng ta trong việc dọn đường. Chúng ta hãy theo gương Ngài mà dọn đường cho Chúa bằng chính đời sống khắc khổ để khơi dậy lòng sám hối trong mọi người, sẵn sàng loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người bằng nhiều cách, nhất là bằng gương sáng. Chúng ta, người tông đồ của Chúa, cũng phải làm chứng bằng đời sống khó nghèo, bác ái, yêu người và khổ chế để nêu gương cho các Kitô hữu biết ăn năn sám hối trong tinh thần mùa vọng, để chuẩn bị cho Chúa đến bằng ơn thánh trong cuộc sống hàng ngày. Trong tác phẩm Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói: Thông thường người ta rất quý trọng những người mang dấu thánh của Chúa, nhưng lại sợ chính mình phải mang những dấu thánh ấy. Đức Giêsu dẫu là con Thiên Chúa, nhưng đã phải trải qua đau khổ và cái chết mới được đến với vinh quang phục sinh. Người Kitô hữu không bao giờ tôn sùng đau khổ, nhưng sẵn sàng đón nhận đau khổ vì tình yêu. Nếu Đức Giêsu đã được phục sinh cùng với những dấu thánh của mình, thì cũng vậy, chúng ta sẽ chỉ được phục sinh một khi chúng ta được xương lên cao cùng với thánh giá đời mình. Điều này nhắc nhở mọi người hãy vác thánh giá cuộc đời trong tâm tình vui vẻ, đồng thời kết hiệp với đau khổ của Đức Giêsu trên thánh giá năm xưa, hầu đền tội cho mình và cầu nguyện cho mọi người.
và giả như trong khi thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng. Nếu chúng ta có phải đau khổ hay phải chịu liên lụy đến tính mạng, thì cũng hãy nhớ rằng đây chính là số phận của Elia, Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu, cũng như những môn đệ của Ngài trên khắp thế giới đều đã phải chịu để hoàn tất công trình cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng con biết noi gương Gioan Tẩy Giả mà hăng say dấn thân vì sứ vụ, sẵn sàng ra đi vì Chúa và vì sứ mạng được trao. Ước mong sao trong mùa vọng này, chúng con có được một tâm hồn mới nhờ sự sám hối chân thành, để xứng đáng và hân hoan đón mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới. Amen.